Rồi tình trạng gọi thì cũng phải có hơn năm rồi không thấy tới. Tình trạng cửa thì nó bị gạch ra, nó bị đạch hết, mình chạy xuống thì nó kêu to. Rồi nó mất cái vị trí tín hiệu á. Nó không có bắt được tín hiệu nên là khi mà có sự cố thì nó cứ vậy nó chạy, nó xảy ra tình trạng hư. Rồi tình trạng gọi thì cũng phải có hơn năm rồi không thấy tới. Chế độ tự dừng nó hư thì từ lúc mà nhận cửa thì anh cũng không phát hiện ra. Cái một thời gian sau thì anh vô tình anh để một cái đồ vật nó nằm ở vị trí dưới á, thì nó không có dừng nên nó gây ra tình trạng gạch. Đó, thì lúc đó mới phát hiện ra nó không dừng. Thì cái tình trạng của nó là nó bị gạch hẳn về bên mà nó cọ vào tường á, cọ đen luôn. Thì lúc mà nó bị gạch thì khi mình đóng xuống thì nó sẽ rầm như vậy, xong rồi nó rớt nó bỏ ra. Cái cửa mà nó cứ hay bị như vậy á, thì chúng mỗi lần mà đi ra đi vô thì nó phức tạp, nó gây phiền hà. Nên là mỗi lần có khi mà đi học hay đi đâu mà không mở cửa ra được như vậy thì nó gây ra công việc nó không tốt. Thì sau khi sửa thì thấy các bạn làm việc thì cũng nhiệt tình, nói chung là cửa nẻo thì những cái vấn đề hư thì cũng đã khắc phục rồi. Chế độ tự dừng hay là tiếng động thì nó cũng bớt rồi. Thank you.